ty Techlinken thành lập tại Việt Nam, là công ty thứ hai sau công ty đại diện của tập đoàn Lofo là công ty trách nhiệm hữu hạn Trọng Nam Phúc toàn cầu. Thì tôi thấy thị trường Việt Nam là rất là tiềm năng về cái mảng quảng cáo trực tuyến. Thì thành lập cái công ty Techlinken này để hỗ trợ cho tập đoàn Lofo hoạt động mạnh tại Việt Nam về lĩnh vực quảng cáo trực tuyến. Chúng tôi chuyên xây dựng những cái cổng thông tin thương mại Việt Nam và quốc tế, chuyên xây dựng những sàn giao dịch trực tuyến. Ví dụ như thương mại.vn là cái cổng thông tin mà thuộc tập đoàn Lofo Canada trong nhiều năm, hoạt động hơn 5 năm tại thị trường Việt Nam. Hiện nay là cổng thông tin thương mại.vn thu hút 65.000 doanh nghiệp. Tại Việt Nam thì có rất nhiều người sử dụng Internet. Tuy nhiên là Việt Nam mới tiếp cận Internet trong 5 năm gần đây. Thì thị trường Việt Nam tương đối mới mẻ về cái mảng quảng cáo trực tuyến. Tôi thì thành lập công ty Techlinken để hỗ trợ, đặc biệt là tư vấn cho các doanh nghiệp mà doanh nghiệp cần hiểu biết thêm về mảng quảng cáo trực tuyến như thế nào để đạt được những cái lợi ích, những cái lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Thì chúng tôi tư vấn, phân tích và đưa ra những cái mục tiêu mà giúp doanh nghiệp có thể là tự tin hơn khi quyết định quảng cáo để mà phát triển cái thương hiệu của họ trên không gian mạng Internet.
đặc biệt là tới 2018 thì doanh nghiệp, tôi nghĩ là rất nhiều doanh nghiệp họ sẽ quen dần với lại quen sử dụng Internet nhiều hơn để mà quảng cáo toàn cầu về cái dịch vụ của họ.